liền à? Có chuyện gì mà anh Toàn tìm tôi giờ này vậy? Anh sẵn đi ngang qua đây, muốn ghé nói chuyện chơi với Hiền một chút á mà. Mời anh Toàn ngồi. Anh Toàn thông cảm, tôi còn nhiều việc phải làm, không thể tiếp anh lâu được. Anh biết mà, anh không làm mất thời gian của em đâu. Anh tới đây chỉ để nói với em một câu. Tôi nghe nè, anh Toàn nói gì nói đi. Hiền à, em đừng làm đám cưới với Ân được hay không? Anh Toàn, tôi không muốn nghe những câu vô lý đó. Mời anh về cho. Hiền à, Ân không yêu em. Sống bên cạnh người chồng không có yêu em như vậy, em có hạnh phúc được không? Hiền à, em nghĩ kỹ lại đi. Đừng chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Anh Toàn à, nếu thật lòng anh quan tâm tới tôi á, thì tôi xin cảm ơn anh. Nhưng cuộc đời của tôi á, sướng khổ như thế nào tôi tự biết lo liệu. Ngày mai là đám cưới của tôi rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Anh về cho. Thôi được, anh về. Nhưng anh xin em hãy suy nghĩ thật kỹ những gì anh vừa nói. Tôi thấy không có gì để suy nghĩ hết. Anh Ân đối với tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Anh cầu mong em được hạnh phúc. Nhưng mà em nghe nè, anh sẽ không tha cho thằng Ân nếu dám làm khổ em. Em nhớ đó. Tại sao không để mình được vui trọn vẹn chứ?